Mời quý vị theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ với các tin tức thời sự trong tỉnh Đồng Nai trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Mới đây tại trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi, thành phố Long Khánh đã diễn ra ngày hội toán học cấp thành phố năm học 2023-2024. Chương trình do trường Trung học Cơ sở Nguyễn Trãi phối hợp cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Long Khánh tổ chức. Ngày hội toán học cấp thành phố năm học 2023-2024 được tổ chức với chủ đề trải nghiệm cùng toán học. Đến với ngày hội toán học, các em được trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích như thử tài kiến thức toán học. Ở phần này, 14 đội thi đến từ 14 trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố, tranh tài với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 5 câu hỏi tự luận. Ban tổ chức sẽ tặng một giải nhất, một giải nhì và một giải ba cho các đội tham dự theo số điểm được sắp xếp thứ tự từ cao xuống thấp. Ngoài ra, các em học sinh đến tham dự ngày hội còn được tham gia các hoạt động trải nghiệm như tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm STEM, STEAM. Tham gia các trò chơi toán học, vận dụng kiến thức toán đi vào cuộc sống trong nhiều lĩnh vực khác nhau ở các gian hàng. Lực lượng chức năng thành phố Biên Hòa vừa thực hiện thu hồi đất giao cho chủ đầu tư thực hiện dự án mở rộng xưởng sản xuất đồ gốm mỹ nghệ xuất khẩu Đồng Tâm thuộc khu phố Cầu Hang, phường Hóa An, thành phố Biên Hòa. Tổng diện tích thu hồi hơn 74.000 m² đối với 6 hộ dân. Khu đất được triển khai theo các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc thu hồi điều chỉnh và thu hồi bổ sung cho doanh nghiệp tư nhân gốm sứ Đồng Tâm thuê để đầu tư mở rộng xưởng sản xuất gốm mỹ nghệ xuất khẩu. Đến nay, thành phố Biên Hòa đã thực hiện phương án thu hồi, cắm mốc ranh giới thu hồi và bàn giao lại cho doanh nghiệp để rào chắn bảo vệ đất thực hiện dự án. Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2024, hưởng ứng chương trình Vì một Việt Nam xanh. Hôm qua tại xã Túc Trưng, Ban Thường vụ huyện Đoàn Định Quán phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Định Quán tổ chức lễ ra quân Ngày Chủ nhật xanh. Trong những năm qua, Ngày Chủ nhật xanh thực sự đã được các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở, các ngành và toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Với hiệu ứng tích cực, các đợt ra quân đã dấy lên phong trào và mang lại hiệu quả cao, được đông đảo người dân ủng hộ, chung tay tham gia. Tại lễ ra quân, Ban Thường vụ huyện Đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Định Quán đã trao tặng 15 thùng chứa rác thải sinh hoạt cho các hộ dân, hướng dẫn kỷ luật làm phân vi sinh IMO. Phát tờ rơi và tuyên truyền đến hội viên hội phụ nữ thực hiện phong trào 503 sạch và ra quân dọn dẹp vệ sinh, phát quang bụi rậm tại ấp Đồn Điền 2, xã Túc Trưng. Đoàn Thanh niên phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa tổ chức trao tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn phường. 55 phần quà với mỗi phần trị giá 500.000 đồng, gồm gạo, mì gói, đường, dầu ăn đã được các đoàn viên thanh niên đến từng nhà và trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh mồ côi, người già neo đơn, người tàn tật và lao động tự do thuê trọ trên địa bàn phường. Tại những nơi đến, đoàn cũng đã thăm hỏi, động viên, nắm hoàn cảnh gia đình, quá trình học tập các em học sinh, từ đó kịp thời ghi nhận và có sự hỗ trợ phù hợp. Cũng tại phường Tân Hạnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa vừa tổ chức Đại hội đại biểu khóa 13, nhiệm kỳ 2024-2039. 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc phường Tân Hạnh đã nâng cấp, bê tông hóa hơn 3.000 mét đường với tổng kinh phí 4,5 tỷ đồng, quản lý quỹ vì người nghèo, tặng sổ tiết kiệm, xe lăn, sửa chữa 8.000 nhà tình thương với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng, trao tặng 9.000 phần quà với trị giá gần 3 tỷ đồng, thực hiện chương trình 4 giảm gắn với cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, lắp camera an ninh với 11 điểm, 18 mắt, duy trì một ban bảo vệ dân phố, 4 tổ bảo vệ dân phố và một tổ trật tự đô thị. Đại hội đã hiệp thương hợp nhất 35 thành viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Hạnh nhiệm kỳ mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa cũng vừa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 12, nhiệm kỳ 2024-2039. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Mặt trận phường và các tổ chức thành viên đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung phương thức, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận các cấp phát động, xuất hiện nhiều mô hình mới có ý nghĩa thiết thực hiệu quả, phối hợp vận động lắp đặt nước sinh hoạt, đèn chiếu sáng, nâng cấp các tuyến đường với tổng trị giá 350 triệu đồng. Xây dựng nhà văn hóa khu phố 1 hơn 1,1 tỷ đồng, sửa chữa nhà cho 2 hộ nghèo và khó khăn, trợ cấp khó khăn cho 14 trường hợp, hỗ trợ bảo hiểm y tế 8 trường hợp, tặng quà nhân dịp lễ Tết. Hoạt động vì người nghèo của mặt trận phường đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 25 hộ đầu nhiệm kỳ xuống còn 7 hộ. Với phương châm đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, sáng tạo, trách nhiệm, Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 31 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường khóa mới và hiệp thương cử 5 đại biểu dự đại hội cấp trên.
Quý khán giả vừa theo dõi bản tin cập nhật lúc 17 giờ trên kênh Truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.